Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại điểm bán may của chị Loan ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình đang tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái may tàn ha, giá rất mềm quý vị. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Loan ha. Rồi chào chị. Rồi chị chào Tâm nha, chào tất cả cô chú anh chị mình trên mọi miền đất nước nha. Nay lại tiếp tục cho lưu cô chú anh chị mình may tàn nha, cho cô chú anh chị mình dưỡng lại chơi Tết nha mấy anh chị. Dưỡng lại năm sau chơi Tết luôn. Rồi bên em là địa chỉ ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang luôn nha. Dám đưa trên like là bao sống bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Hầm nhãn thì cứ alo trực tiếp luôn nha. Số alo của em là 0962901015 nha, cũng là Zalo của em luôn. Đó cô chú anh chị, hầm nhãn cứ alo trực tiếp, có alo là bên em có chốt luôn nha. Em bao cái ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi để em lên tiếp thông số của cái mã tiếp theo nha, nói tiếp nha mấy anh chị. Rồi em lên mã 76 luôn. Rồi 76 ha. Rồi cao 1m24. Ngang là 90. Hoành thân là 17 nha mấy anh chị. Rồi cây mã 76 nha luôn cô chú anh chị, nên 350.000 nha. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, 350 ha. Rồi em lên mã 77 luôn. Và cây số 77 ha. Cao là 1m25. Ngang là 1m1. Hoành thân là 15 có hơn nha cô chú anh chị, tàn tròn go luôn, dán lát hướng gió lụa luôn mấy anh chị ơi. Rồi cây mã số 77 em giao lưu cô chú anh chị mình 400.000 nha. Em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã 78. Cao là 1m04. Ngang là 90. Hoành thân là 15 nha. Rồi cây mã 78 giao lưu cô chú anh chị mình là 350.000 luôn. Để đẹp luôn nha cô chú anh chị. Giá là nào em bên like cũng bao sống bao ship nha. Cây bên em là bao mạnh bao khỏe luôn nha mấy anh chị, bông bao đẹp luôn nha. Rồi em lên mã số 79. Rồi cây này là cao khoảng tầm 1m6 nha. Rồi ngang là 1m1 luôn. Hoành thân là 18 luôn nha mấy anh chị. Rồi mã 79 em giao luôn cô chú anh chị mình là 400.000 luôn. Lai cành lực luôn, nuôi dưỡng là ok nha mấy anh. 400.000 79, ưng 79 alo 79 luôn. Ưng mã nào alo mã đó luôn. Rồi em lên mã số 80. Cao 1m34. Ngang là 1m1. Hoành thân là 18,5 nha. Rồi cái mã số 80 nha luôn cô chú anh chị mình 350.000 luôn. Rồi 350 ha. Rồi em lên 81. Rồi cái này là cao khoảng 1m45. Ngang là 1m1. Hoành thân là 19 nha. Rồi cây mã số 81 giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000 nha cô chú anh chị. 400 bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã số 82. Cao 1m45. Cây bên em là bao khỏe bao mạnh luôn, cây tược ra mầm ra lá trơn dưỡng là ok nha mấy anh mấy chị. Rồi ngang là 1m. Đó, dáng quái cực kỳ quái luôn nha mấy anh. Co lắc nè. Hoành là 20 nha. Rồi mã 82 giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000 nha. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã số 83. Cây này cao 1m5 nha mấy anh. Ngang là 1m2. Hoành thân là 19 luôn. Rồi cây mã 83 em giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000 nha. Rồi 600. Rồi em lên mã số 84. Cao 1m17. Ngang là 80. Hoành thân 17 nha. Rồi cây mã số 84 giao lưu cô chú anh chị mình 350.000 nha. Rồi, cô chú anh chị. Có 350 thôi vậy. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã số 85. Cao là 1m. Ngang là 1m luôn. Hoành 14. Rồi 85 em giao lưu 350.000 luôn cô chú anh chị. Đó, giá bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên 86 luôn. Cao 1m5. Cây là bên em là mặt bông là bao bự bao đẹp nha mấy anh chị yên tâm nha. Ngang là 1m2. Hoành thân là 16 nha.
Rồi 86 Zalo cô chú anh chị mình 370.000 luôn. Rồi 370. Rồi em lên 87. Cao 1m07. Ngang là 83. Hoành thân là 14 nha. Rồi cây mã số 87 Zalo cô chú anh chị mình 350.000 nha cô chú anh chị. Bao mới ship tới nhà luôn. Rồi em lên 88. Cao 1m25. Ngang 1m22. Hoành thân 19 nha. Rồi cây 88 Zalo cô chú anh chị mình 700.000 luôn, tay cành lực rất là tròn nha mấy anh chị. Cây này bao đẹp nha mấy anh chị ơi. Hàng là hàng dưỡng là ok nha. 700.000 88 ưng 88 alo chốt 88 nha, có alo là có chốt luôn. Rồi em lên mã số 89. Cao 1m3. Ngang 87. Hoành thân là 15 có hơn nha. Rồi 89 em giao lưu cô chú anh chị mình là 250.000 nha. Rồi 250. Bao phí ship tới nhà luôn, giá nào cũng bao sống bao ship nha. Rồi em lên mã số 90. Cao 1m33. Ngang là 1m1. Ồ cây này nó quái gì cà na luôn mấy anh ơi, bao đẹp luôn mấy anh. Quái cái đế nè mấy anh. Hoành thân là 20 nha. Rồi cây mã 90 giao lưu cô chú anh chị mình 400.000 nha. Ưng 90 alo chốt 90 luôn. Đế cực kỳ đẹp quái dị cà na luôn mấy anh. 400.000 bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã số 91. Cao 1m4. Ngang 1m2. Lại đây sao? Hoành thân 17. Rồi cây mã số 91 mình Zalo của chú anh chị mình 450.000 luôn. Rồi 450 ha. Rồi em lên mã số 92. Ồ cây 92 quá đẹp luôn mấy anh, bao tê luôn mấy anh. Đế một cục đế luôn. Đó nhìn là bao ghiền luôn mấy anh ơi. Cao 1m5 luôn. Ngang là 1m2 luôn. Cây này nhìn một cái là liêm diêm mắt phượng luôn mấy ruột. Hoành là 19 luôn. Rồi cây mã 92 Zalo của chú anh chị mình là 600.000 luôn. Rồi, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Cây là bao mạnh, bao khỏe, bao bông đẹp luôn mấy anh. Rồi em lên 93. Rồi cây này đế đẹp cực kỳ luôn mấy anh. Cao 1m26. Ngang là 73. Hoành thân là 17. 93 em giao lưu cô chú anh chị mình là 350.000 luôn. À, 350.000 mã 93 luôn. Rồi em lên 94. Rồi 94 bông bao đẹp luôn mấy anh ơi. Bông cực kỳ đẹp luôn. Có mặt bông luôn. Giá giật mình luôn, quá rẻ luôn nè. Cao 1m22. Ngang là 90. Hoành là 16 nha. Rồi cây này 250.000 nha. Cây là mấy anh chị yên tâm nha. Cây là ra tược là mậm trơn mấy anh chị, bao khỏe luôn. 250.000 luôn. Rồi 250 thôi. 250 luôn. 94 250 nha. Bao ship luôn. Rồi lên 95. Rồi cao là 1m5 có hơn nha. Ngang là 1m2. Đó cây này đế quá đế luôn mấy anh ơi. Bao tê luôn nè mấy anh. Hoành là 20 có hơn luôn nha. Rồi cây mã số 95 Zalo của chú anh chị mình là 600.000 nha. 600.000 cho mã 95 luôn. Đế là hơi trải đều tứ diện luôn mấy anh mấy chị ơi. 600 bao sống bao ship ưng 95 alo chốt 95 luôn. Rồi em lên 96. Rồi dướng dép luôn. Rồi 96 ha. À, số 96 nha cô chú anh chị. Cao là 1m2. Ngang là 72. Hoành thân là 15 luôn. Rồi cây mã số 96 Zalo cô chú anh chị mình giá cực kỳ yêu thương luôn. Ở 250.000 luôn, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Rồi em lên 97 luôn cô chú anh chị. Cây này là cao 1m5 có hơn luôn. Trời cây này đế nôm nha mấy anh. Quá tê quá tái luôn mấy anh, quá liêm diêm luôn. Rồi cây này ngang là 1m luôn. Hoành thân là 16 luôn. Trời cái sổ nôm là mấy anh chị quá đẹp luôn. Sổ nôm 15 luôn mấy anh chị ơi. Cũ nở luôn. Rồi mã 97 Zalo cô chú anh chị mình là 400.000 nha. Cho mã 97 ưng 97 alo 97 giùm em luôn. Cây 97 này vậy mấy anh chị mình chơi phôi cũng được ấy mấy anh chị, quá đẹp luôn mấy anh. Rồi em lên 98. Cao 1m33. Ngang là 1m. Hoành thân là 17 luôn.
Rồi 98 em Zalo của chú anh chị mình 450.000 cho mã 98, ưng 98 alo cho 98 luôn. Nó tay cầm rất là lực vàng tròn do luôn. Rồi em lên mã 99 luôn. Rồi cao là 1,5 m luôn nha. Ngang là 1,2 m. Ồ cây này đế trải đều luôn nè mấy anh chị, trải đều tứ diện luôn. Hoành thân là 18 có ơn luôn. Rồi 99 em Zalo cô chú anh chị mình 550.000 cho mã 99 nha. 550.000 cây này đế cực kỳ yêu thương nha, đẹp luôn, quá đẹp luôn. Rồi em lên mã số 100. Rồi cây này là cao là 1,37 m. Ngang là 83. Hoành thân 17 có hơn, gần 18 luôn nha. Rồi cây mã 100 Zalo của chú chị mình 350.000 luôn. Ưng 100 alo chốt 100 luôn. Giá quá mềm luôn mấy anh ơi. Giá rẻ quá trời rẻ luôn. Mấy anh chị mình cứ alo nhanh tay, alo có alo là có chốt nha mấy anh. Rồi cao là 74. Ngang là 77. Hoành thân là 18 nha. Rồi cây này 101 em Zalo cô chú anh chị mình là 350.000. 350. 350.000 nha mấy anh. Ưng 101 ưng. Rồi em lên 102. 102. Rồi cao là 118. Ngang là 80. Giá bên em là cực kỳ yêu thương nha mấy anh chị. Bao sống bao ship luôn, giá mềm luôn. Cây là bao mạnh bao khỏe luôn. Rồi hoành 18 luôn, 102 này em Zalo của chú anh chị mình là 3 xị nha mấy anh. 300.000 bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã số 103. Cao 1,02 m. Ngang 76. Hoành đo trên đây là 12 nha, em đo tùm lum hết nha mấy anh. 12 13 nha. Rồi cây mã số 103 em Zalo của chú anh chị mình là 250.000 luôn. Rồi, bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên 104 nha mấy anh. Cao 1,25 m. Ngang là 80. Hoành thân là 19 nha. Rồi cây 104 em Zalo của chú anh chị mình 350.000 luôn. Rồi 350. Rồi em lên 105. Rồi mini bonsai cực kỳ đẹp luôn. À, cao 53 luôn, cây này dưỡng cho bonsai cũng được nè mấy anh chị, mini cũng được mà tàn cũng được nè, quá đẹp luôn nha. Hoành là 13 luôn. Rồi 105 300.000 hả mấy anh? Rồi 300. 300.000 cho cây 105 luôn nè. Quá trời quá cực kỳ đẹp luôn mấy anh, tàn tròn do luôn. Nó nhỏ nhỏ dễ thương, có 300 bao ship luôn. Rồi em lên mã số 106. Cao 1,15 m. Ngang là 1,1 m. Hoành thân là 17 có hơn nha cô chú anh chị. Rồi cây mã 106 Zalo cô chú anh chị mình 400.000 luôn. Rồi 400. 400 tay cành lực luôn. Rồi em lên mã số 107 nha cô chú anh chị. Cây này có đế luôn nha, đế rất là lực nha mấy anh chị. Cao 1,15 m. Ngang là 95. Hoành thân 17,5 m nha mấy anh chị. Rồi cây này là 106 này, 107 này em Zalo cô chú anh chị mình là 400.000 nha. 107 400.000 luôn. Đó, ưng 107 chốt alo giùm em nha, 400 bao ship luôn. Rồi em lên 108. Rồi 108. Cây này cao 1,5 m nha. Ngang là 1,2 m. Rồi đế bàn đều. Đế trải đều tứ diện luôn, đế đẹp nha mấy anh. Hoành 17 luôn. Rồi sử dụng đế luôn. Rồi 108 này giá 350.000 luôn mấy anh. 350.000 bao phí vận chuyển tới nhà tới ngõ luôn mấy anh chị. Cây là bao mạnh bao khỏe, bông là bao đẹp luôn. Rồi cây này là cao khoảng 1,6 m có hơn nha. Ngang là 1,2 m. Hoành thân là 19 nha. Rồi cây 109 em Zalo của chú anh chị mình 350.000 luôn. Rồi, giá cực 300. Kỳ mềm luôn mấy anh ơi. Đế đẹp mà cực, giá mềm xèo luôn như cái bánh bèo luôn mấy anh. Rồi em lên mã 110. Cứ nhanh tay alo, có alo là có chốt nha mấy anh chị. Cao là 1,3 m.
ngang là 1m1, hoành thân là 19 nha. Rồi cây mã 110 này em giao lưu cô chú anh chị mình là giá là 650.000 nha mấy anh, 650.000 luôn. Ở cây này có đế nha, đế rất là đều nha mấy chị, đế đẹp luôn nha, 650 bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Em lên 111, cao 1m3, ngang là 1m1. Rồi cây này đế đẹp củ nở luôn nè mấy anh chị, quá đẹp luôn. Hoành là 17, rồi 111 giao lưu 350.000 luôn mấy anh chị, 350.000 bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên mã số 112, cao 1m25, ngang 1m2, hoành thân 18 luôn. Đế chạy đều nè, đế rất là lực nha mấy anh. Rồi 112 này em giao lưu của chú anh chị mình 600.000 luôn. Đó, đế lực nha, đế đều tứ diện luôn nha mấy anh. Rồi em lên mã 113. 113. Cái này cao 1m4. Ngang là 1m3. Ở cây này đế là bao đẹp nè mấy anh, đế là bao đẹp luôn nha mấy anh chị, hoành là 20 luôn. Đế nó lực mà nó đều tứ diện mấy anh chị ơi, đế như kim đồng hồ luôn mấy anh. Quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. 113 này em giao lưu cô chú anh chị mình 700.000 nha cô chú anh chị. 700.000 bao sóng bao ship toàn quốc luôn, đế lực cực kỳ lực luôn nha. Rồi em lên 114. Clip à? Rồi cây mã 114 là cây cuối clip luôn nha mấy anh chị. Cao là 87. Ngang là 72. Hoành thân là 13. Rồi cây mã số 114 em giao lưu cô chú anh chị mình là 250.000 luôn, cây cuối clip luôn nha cô chú anh chị. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip của em luôn nha. Mong cô chú anh chị mình theo dõi và ủng hộ dùm cho em hết clip luôn nha. Bên em có sỉ và lẻ luôn nha cô chú anh chị mình, muốn mua sỉ dạy dưỡng lại trồng vườn cũng được luôn mấy anh chị. À, số điện thoại em có ghim trên tiêu đề á, là số Zalo của em luôn, có gì liên hệ dùm em. Em bao sóng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị luôn, hẹn gặp lại và cô chú anh chị ơi. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha, rất mong quý vị ủng hộ cho chị luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Mới nói nổi nữa, nói nổi.